Thưa quý vị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức đã vận động công ty trách nhiệm hữu hạn Maisen Tattoos Việt Nam tại thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức nhận đỡ đầu 25 trẻ mồ côi trên địa bàn. 25 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được công ty trách nhiệm hữu hạn Maisen Tattoos Việt Nam nhận đỡ đầu thuộc địa bàn các xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Xuân Sơn, Bình Trung, Bình Giã, Quảng Thành, Láng Lớn. Mỗi trường hợp được công ty hỗ trợ 7 triệu đồng một năm, bao gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng số tiền công ty hỗ trợ là 175 triệu đồng. Hai năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Châu Đức đã kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 184 trẻ mồ côi với mức đỡ đầu từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng một năm một trẻ thông qua nhiều hình thức như tiền nuôi dưỡng hàng tháng, hỗ trợ dụng cụ học tập, vật dụng sinh hoạt hàng ngày, gạo, các nhu yếu phẩm.